Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nền nhiệt ở Hà Nội được dự báo giảm 3 đến 4 độ so với ngày hôm qua. Chất lượng không khí ở mức vừa phải, nhưng người dân cũng không nên hoạt động ở ngoài trời quá lâu. Thời tiết sáng sớm tương đối dịu mát khi những cơn mưa vẫn còn xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ vào khoảng từ 29 đến 30 độ và độ ẩm là trên 80%. Từ sau 8 giờ trời giảm mây, nhiệt độ bắt đầu nhích tăng chậm. Đến 10 giờ, nhiệt độ tăng lên mức là 32 độ và lên 33 độ vào giữa buổi trưa. Sang buổi chiều, nhiệt độ nhích tăng thêm 1 độ nữa, lên mức cao nhất trong ngày là 34 độ và duy trì từ 13 cho đến 17 giờ. Lúc này, những cơn mưa dông khả năng quay trở lại và nhiệt độ giảm dần. Đến khi trời tối thì mức nhiệt duy trì ở ngưỡng là 30 độ, độ ẩm trong ngày từ 60 cho đến 73%. Thời tiết miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng gay gắt và có mưa xen kẽ là điều kiện cho muỗi, virus và các vi khuẩn truyền nhiễm bệnh tấn công sức khỏe con người. Tại các bệnh viện, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là viêm não, viêm màng não, viêm não Nhật Bản hay sốt xuất huyết đang gia tăng. Do đó, người dân cần chủ động phòng bệnh, không để lây lan thành dịch, tích cực vệ sinh môi trường và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Khi trẻ có các triệu chứng như là sốt, nôn hay đau đầu, cần đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín cho tới Mỹ Đức với mức nhiệt độ không đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông với nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 28 đến 34 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.